Alo, chào bạn. Chào bạn đến với kênh Anh Thời Đại. Ngày hôm nay ông thầy tập trung mấy anh em mình gấp không biết có chuyện gì nữa rồi. Gấp gì mà gấp? Nghe tao nghe ông thầy tập trung là biết cũng có điều bất ổn rồi đó. Ủa, điều bất ổn là cái gì mày? Là cho mấy sự thách tào lao với đâu mà. Ê mà khoan, thanh niên này bữa nay bị gì mà nói chuyện cà đớt cái trang BD vậy mày? BD gì? À, tao chơi game tao bị cây cúng thằng đồng đội. Cái tao bắn gáp cho nghe luôn. Ủa? Bắn gáp lại gì nữa mày? Bắn gáp là chửi đó. Ủa, mày bật mà mày tắt mic mờ rồi mày bắn gáp cho nó nghe được. Gì? Bắn gáp mà mic lại sửa rồi, bắn trực tiếp luôn. Ôi, rồi ai nữa mày? Nè, ba thằng Bình Dương nè, thằng này Bình Dương, thằng này Bình Phước, thằng này Bình Đặng. Thằng này báo nè. Ủa, khoan, tụi bay ba thằng bay nay làm chuyện có lỗi để cho anh ba tao chửi rồi đó nha. Chứ nữa, bắn gì lẻ ăn bốn không à? Kêu đi chung không chịu. Anh ba tao chửi mò một ca chảy quá chảy rồi chẳng thấy không. Chảy cái lúc mồ hôi rồi bạn. Mình nóng á, mình phải giải tỏa. Mà chơi Free Fire đã nhiều mấy bạn. Ủa, chơi không biết chơi Free Fire luôn. Để chỉ cho, bắn Free Fire là bắn vào team tôi. Bắn vào team tôi. Trời ơi. Ủa mà nay thiếu mày ơi. Thiếu. À, thiếu con ai? Đúng. Ai đâu? Chắc ngã đi chậm trước rồi chứ vậy. Rồi vô lẹ. Thôi lại như thằng này gấp chứ rồi. Thôi, giờ mấy anh em mình không để các bạn chờ lâu nữa. Giờ mấy anh em mình đi vô chổng con thầy kêu mấy anh em mình gì nha. Let's go. Lẹ. Nhanh nha. Hello, chào các bạn nha. Giờ mình sẽ kêu ái chôn chôn lại sẽ không đi quay nữa. Hả? Chôn lại thầy. Chôn nguyên thêm luôn. Được không? Ok. Kiểu như là giờ thầy sẽ để cho em ngồi đây, thầy nói em thầy ra nói tụi nó là em không đi quay nữa. Nói là em đi về quê rồi. Tạm thời em vắng mặt, hiểu không? Cái hồi cái thầy dẫn như ra chôn nó bất ngờ, hiểu không? Lỡ nó xúc thầy luôn thôi thầy. Sao dám xúc thầy? Nghĩ sao? Ok. Ok, giờ em ngồi đây em chơi đi. Cứ điện thoại, TikTok, ngủ nghỉ gì đó cái kiểu. Ok. Ok, giờ thầy đi nha. Ok, bye bye thầy nha. Nha bạn, tụi nó đang ngoài như vậy. Đó tập hợp. Vậy. Tập hợp. Vậy. Vô qua clip. Rồi nay clip về. Nay clip đi về. Về đi về thầy. Ủa thầy. Thầy hợp mấy em sớm vậy sao thầy kêu về? Thầy tập hợp tụi em đã gấp làm cái gì? Nói chứ thầy có cái này nói rất là quan trọng. Cái gì thầy? Cái gì thầy? Rồi tới nữa. Tới nữa rồi, tới công chuyện. Thầy tới nữa rồi đó. Đưa thấy thiếu mày không? Thiếu ai? Ủa con ấy vô trước mời thầy. Vô trước nào? Nó nhắn tin em rồi, nó vô trước rồi. Tin là nào? Đúng rồi. Ủa thầy hồi mới rồi. Lộn quá. Lộn quá, nó là mấy anh vô trước đây em. Mấy anh vô đây em vô trước rồi. Đúng rồi, hồi sáng em còn nhắn nữa mà. Sáng em rủ ấy chơi Free Fire. Ủa gì hả? Mà sáng em không thấy nó luôn. Đúng rồi. Nói thầy nó đi về quê rồi. Vậy thầy tôi lo không à, lại thầy á. Gì thầy? Thiệt đi em đi về quê. Sáng này nó nhắn tin thầy là nói em đi về quê, thầy ơi em không quay được tại vì ba mẹ mất về quê rồi. Thôi thầy đừng xạo. Thầy đừng xạo nữa. Thầy xạo làm gì vậy? Mà sáng em nó còn nhắn tin với em mà thầy. Đúng rồi. Em đi vô em kiếm nó để thầy đâu biết đâu. Không mà nó đi rồi nó có thiệt. Mà nó nói đi vô trước rồi. Sao? Ủa, bữa còn nói mình là ủa nó đi về không nói mình luôn. Ủa em, sao phải nói với em? Tại vì em là anh hai của nó mà thầy. Đúng rồi, em là ai bán nó mà. Ê, ê bây, nghe nè. Không nói với thầy thôi chứ nói với em. Đừng nói nữa, ai kia buồn. Đừng nói nữa, ai kia buồn. Thầy nó không nói là. Hả? Rồi nó không quay clip chung với mình luôn hả thầy? Chắc tạm thời vắng mặt quá. Thầy, đừng bàn cho nó nữa. Ê thầy, nó về quê ở đâu rồi? Về quê ở Mỹ Tho. Mỹ Tho này xa mày. Biết lộn 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 Bình Dương. Bình Dương. Ủa anh ba Chi biết mày với ba Chi ra chảnh được á. Sao Bình Dương sao? Có ngoài 150. Ngoài 150. 150 cây số á. Đây là game đây. Mà này hỏi làm gì trời. Kể cho thì đi giờ mới về chứ vậy. Thì mình nói với bạn ngày hôm nay thì đúng rồi. Ai không quay clip chung với mấy anh em mình được nha các bạn. Đúng rồi. Tâm thời là vắng chắc mấy tháng luôn á. Gì dữ thầy? Thầy đi nghỉ hè mà đi về quê mà. Mà giờ chứ học hết mà đi về sớm với thầy. Chuẩn bị học hết rồi. Thầy xạo em đúng không? Em thấy có điểm. Ủa học hết rồi. Thi xong rồi mà. Thầy thiệt không?
thì giờ bên đợi chừng nằm mà tụ trường á là về cái gì? Giờ tới tụ trường còn 4 tháng nữa. Cái gì 4 tháng? 3 tháng nữa, 3 tháng nữa. 2 3 tháng gì đó hả? Dạ dạ suy nghĩ. Thì giờ mình nói với bạn là suy nghĩ gì đâu. Clip với mấy anh em mình được đi về quê. Nãy suy nghĩ gì kìa. Dạ suy nghĩ gì nói hay. Hay. Thì biết em biết suy nghĩ sao nè. Xem. Thế nào? Giờ mà bắt xe khách từ đây lên Tiền Giang, à làm từ đây lên Bình Dương như tiền ta. Về nhà bán nhạc FIFA lại cậy cái sắt. Em nói ngày game không? Suốt ngày. Anh hơi bị nhiều tiền. Ừ, em bán được game nào chưa? Chưa. Trời. Vậy mà cũng không nói được. Mà thầy nói thiệt không? Đi mà không nói ai hết vậy thầy. Ừ. Đúng rồi. Nói thầy rồi. Sao không nói em mà nói thầy? Em là anh hai chứ thầy. Em chức vụ cao lớn á. Đúng rồi. Ê thầy. Hả? Ai về quê rồi ai quay cùng với em? Hả? Ai về quê rồi ai quay cùng ta? Cái này hơi bị hơi buồn ha. Hơi buồn thiệt chứ bộ. Có tôi. Cái gì vậy? Trời ơi. Vậy em nói có tôi. Chị giống như con. Em quay cùng ha. Đúng rồi. Thì lúc nào thì không quay cùng. Đúng rồi. Em ơi. Thầy em cũng cùng được à? Ừ. Em cùng nè. Đúng rồi em cùng được. Cùng luôn. Cùng bên nhau mai sau là đi. Ủa? Thì cuối cùng là ấy đi thiệt cũng thầy. Đúng rồi. Đi đi thiệt chứ không lẽ đi giỡn. Ơi. Nãy anh công khóc rồi chùm xong rồi kìa. Đi con nội. Hai thầy không có ai nghỉ bữa thầy ơi. Tự nhiên em đang sung máu mà vậy là chết rồi. Tự nhiên sao sung máu à? Tăng sung máu. Không. Em đang có ý tưởng mày. Ý tưởng gì nói thôi. Quay clip mà đi xuống Bình Dương. Đánh tường. Không. Đi quay clip TikTok. TikTok. Để làm gì? Đú trend. Đúng rồi. Rồi đú đi. Hả? Là gì? Nhạc thầy. Nhạc chiêu dậy ngủ một phát ngủ luôn. Mà em tính đi vô em ghẹo chị Bảy là ui học thì được mấy điểm mà chắc kiểu này ở lại lớp luôn. Đúng rồi, về đi ra ngoài khỏi ghẹo luôn. Chị Bảy là học giỏi gì nó người ta. Học chỉ có mấy điểm mà thầy. Mấy điểm. Hồi bữa nói với em nè. Bữa nói là hai hồi bữa em thi đề toán được có 5 điểm mà. Kể với em vậy đó. Kêu nói thôi xong rồi. Con gái kêu này học vậy là chết rồi. Cái chuyện giờ đi luôn rồi. Xin mấy bè cô. Đứa nói kỳ. Thầy bữa nay nghỉ bữa thầy ơi. Nghỉ bữa thầy. Nghỉ bữa chơi file bữa thầy. Ghi file nữa hả? Ghi file đâu? Em chơi ghi file là thôi. Bắn gáp nữa đó. Ủa bữa nay buồn rồi không chơi nữa. Thằng bắn gáp này nghe nói em bắn gáp dữ lắm. Bắn gáp hả? Tao em bắn gáp chửi mấy nó là sao? Bắn gáp rồi. Rồi, bắn gáp rồi. Chê hả? Trời ơi, beatbox. Bắt chè nước miếng lại, chè cái gì vậy? Thầy thích beatbox. Beatbox mà chứ nè. Được rồi. Thầy cái ai? Thầy hơi ẩu đó. Beatbox. Đúng rồi. Ồ, ghê ghê. Ai điều đạt kêu em gáp chứ không phải beatbox. Gáp anh ba chữ cú vậy thôi à. Không để em gáp lại. Khu này anh mày ơi không làm gì được. Cho nên rồi thôi bỏ ngỏ thôi em gáp được. Cho nên anh hết biết nói vừa thầy. Nghỉ bữa đi thầy. Nghỉ bữa phải không? Rồi thôi bữa này nghỉ bữa đi thầy. Vậy xíu vô điện ái coi thử sao vậy. Đúng rồi. Vậy xíu vô điện ái hỏi thăm ha. Đúng rồi. Tới đâu rồi. Thầy vô thầy điện. Thầy vô thầy lấy điện thoại thầy điện thứ ơi. Coi thứ ơi sao rồi. Coi em biết. Đi gì đi. Tự nhiên đi hỏi mình luôn. Thằng này đòi đi không vậy trời. Không qua đâu. Rồi thôi. Nghĩ anh em nghĩ ha. Thầy vô thầy điện thứ ơi coi sao. Chị em về à. Vô giờ thầy ngồi đây đi, thầy vô lấy điện thoại điện ái. Thầy thầy dọn cơm cho mấy em ăn đi chứ. Đau bụng chết luôn rồi. Ăn luôn. Gì chưa ăn cơm nhá. Ok. Ê, thầy cho nói xong rồi. Thầy nói với Trang thiệt luôn. Giờ sao ta? Giờ thầy nó kêu thầy vô lấy điện thoại điện em. Anh sao thầy? Kiểu như nó hỏi em quá trời luôn. Bây giờ thầy dẫn em ra hay điện ta? Giờ thầy muốn sao? Giờ thầy muốn chân nữa không? Cho làm sao? Giờ muốn chân nữa thì cho tới điện luôn. Cho điện luôn? Đúng rồi. Thì sao nữa? Xong hỏi em sẽ trả lời là giờ em nghỉ quay luôn rồi. Em không quay nữa, quay với mấy anh chửi em mà. Mấy anh mắc nạt em mà, em không quay nữa. Đó, thử coi mấy anh nói sao thầy. Cái xong cái đi gà hả? Đúng rồi.
cho tức vô mình mới đi ra với thầy mới có khơi đầu chứ có thấm. Ok ok, giờ về thì điện em luôn nha. Ok ok, giờ ra điện tiếp. Rồi đây 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 nè, thầy điện nó nè. Nè. À thầy ơi, thầy đi. Ôi. Ủa chào bạn ơi. Tự nhiên nhấn màn hình, từ từ. Alo. Rồi. Alo. Rồi vậy hả? Đi đâu sao nói? Đi đâu sao nói? Em đi về quê rồi. Rồi về quê gì về quê? Về quê không nói trước nhớ nè. Mày nói từ từ đi, nhỏ trở lại coi. Mấy anh bắt nạt em không à? Có đâu rồi, lại anh đây anh bắt kề. Trời ơi, chết chưa? Không, về đây anh thẳng bắt kề. Mày chung với mấy anh mới bắt nạt xong rồi quay rồi. Nhỏ nạt em đâu hả? À? Tao không có rồi nè. Mày không? À, mày không có rồi. Có không? Mày nói chuyện với nó xong đi rồi đi cái này. Rồi chừng nào mới về? Chừng nào mới về? Em nghĩ luôn rồi. Rồi, không về luôn. Rồi luôn. Ủa kìa. Ủa gì thầy? Ủa gì thầy? Chứ rồi sao? Thôi vậy tắt đi. Bữa nào rồi nói chuyện tiếp. Cái gì kìa? Điện nói vậy được, như nó đi luôn, nói chuyện gì nữa sao thầy? Đúng rồi. Vậy hả? Đúng rồi, tắt đi thầy. Tắt đi. Nó buồn luôn rồi nè. Không rồi thầy. Mình anh sao mới lại anh tao hả? Ủa thầy tự nhiên ngay bắt nhạc gì đi luôn thầy? Bắt nhạc là gì? Bắt nạt. Gì kỳ thầy? Có ai bắt nhạc đâu thầy? Có ai bắt nạt đâu? Ai biết mấy thầy em không? Thầy biết đúng không? Mấy em đi không chăm sóc ái gì hết. Không. Em có làm gì đâu thầy? Ủa gì vậy? Thầy nó kìa. Em có. Thì em không có. Em có. Em có. Em có. Em không có. Em thầy có. Thầy không? Mày. Ê. Mày. Bình Dương. Có không? Có à. Anh em chơi Bình Dương. Ê, vậy là có rồi. Có làm gì? Làm gì đâu? Có nè. Có. Vậy đó, vậy đó. Có nè. Sao tự nhiên đi kỹ lại? Đúng rồi. Không, chị nghe nó ghẹo em chứ vậy. Ghẹo cái gì? Ghẹo em vậy á. Vậy không vui hả? Ghẹo em không vui á. Nhưng mà đế chắc đi luôn rồi. Tại nói gì nhưng mà đi nghỉ hè, đi dễ hè về rồi chắc ghẹo em vậy. Thôi vậy hai nghỉ nhà quê hả? Thôi nghỉ 3 tháng hả? Về đi. Về nghỉ 3, cái nghỉ 3 tháng á. Mà nghỉ luôn mà. Ê, cái này lên 4 rồi. Lâu. Sợ thiệt chứ. Này, sao mày lấy đồ game đi Bình Dương. Trả em đi. Cái này cũng được. Đồ game đi Bình Dương. Ơi, mày xưa hỏi thầy. Sao rồi thầy? Hôm nay nghỉ ngày thầy ơi. Rồi để thầy hỏi mai nó. Mai quay thầy ơi. Đúng rồi. Thầy chậm dọn cơm cho em ăn đứa bụng lắm thầy. Rồi tụi em về nè thầy. Nè em muốn nói chuyện gì không? Nè nó. Alo. Xin đồ ghen. Alo. Trả lời. Alo. Rồi dặn rồi. Ê thầy. Alo. Thầy. Alo. Đi đâu rồi? Tại sao về quê? Thì giờ mấy anh nói gì quá nên là về quê nghỉ quay rồi. Quay xe là chạy ngược về đây. Tao đi về quê kêu chạy ngược lại. Đúng rồi. Mày nói gì nè, thắng lại đi, anh chạy lên tới liền. Dạ, tới đâu rồi, thắng lại đi rồi, lấy xe chạy, rước liền. Thắng luôn rồi. Hay. Gái chẳng đáng rồi. Sao giận? Này thầy rồi hàng tháng tới nay ăn cơm với nước mắt nè. Cơm với nước mắt nhiều lắm. Thầy ạ. Thôi nay nghỉ quê thầy ơi. Bữa nay nghỉ quê thầy ơi. Ngày mai mình nói với bạn là ấy không quay với bên em mình được. Ấy đi về nghỉ hè rồi. Thầy vô ấy đi về quê ngoại chơi. Rồi thầy vô dọn em ăn cơm rồi. Thầy dọn em ăn cơm đi không ạ? Không ạ mấy em. Thầy tụi em về đó bụng quá. Ăn cơm không? Đúng rồi. Thầy vô đây. Ok. Hồi ái thầy chỉ nè, giờ em vô em bới tụi cơm ăn đi. Giờ tụi nó xuống ăn cơm. Cái nó xuống thấy em là hú hồn luôn. Lỗi chửi em thầy. Chửi em thì Em bơ luôn. Ừ, bơ luôn. Rồi mới cân nha. Thầy lên kêu tụi nó à. Anh em tập trung. Gì nữa thầy? Đói bụng chưa? Rồi đợi thầy từ nãy giờ hỏi có đói bụng không? Từ nãy giờ, giờ nãy giờ có mấy phút rồi. Ủa nãy giờ thầy đi đâu rồi? Thầy đi chuẩn bị cơm cho mấy đứa. Rồi đi giờ anh được chưa thầy? Rồi xuống dưới dọn cơm lại. Đi. Đi. Thầy, hay mời mời clip ăn cơm đi. Đúng rồi, mời clip ăn cơm luôn đi. Ừ. Được. Đây này mời vlog ăn cơm. Ok. Ok ha. Cơm là con mới quay được chứ.
ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm với canh khổ qua. Mẹ nấu chay đắng. Bước ra đời ngậm đắng nuốt cay. Thôi đi cơm ăn. Cơm gì? Ăn cơm nhà ơi. Cơm miễn sao là có cơm ăn là được rồi. Ok. Không cần ngon. Ê, ăn dưới không? Thầy dọn ngay chưa? Chưa, tự đưa chịu dọn đi chứ. Đi trước cái này. Đi trước nó chết luôn còn. Ai đứng đứng rồi. Ủa? Gì này? Ủa gì vậy? Ai hả? Ủa ai vậy? Tao nói rồi, tôi không tin tao. Đi đâu? Tôi nói đây thầy. Chạy cho nãy tao đi xuống không thấy nó tại. Nãy mới tàn hình á. Ủa nãy xuống đi hết dầu không thấy nó luôn. Nãy xuống làm nước đâu thầy? Biết sao không? Nãy chơi game dịch chuyển á, dịch chuyển về đây nè. Thấy không? Anh em bún nó. Chơi lộ đây mình kìa. Mày sao thầy? Nó chứ thầy cho mấy đứa chứ có gì đâu. Alo. Thầy chơi gì kỳ quá. Thầy không có cho, nãy cho. Ủa? Muốn vậy hả? Ủa thầy chơi tụi em chơi không cho anh không thầy ơi. Nãy cho anh chứ thầy cho anh đâu. Làm gì tụi lao. Tự ăn cơ chín miệng luôn mà nội. Cảnh thấy vừa. Thầy vui thầy ơi, thầy vui rồi. Rồi vậy thôi dọn cơm ăn cơm. Ok. Mấy bà dọn cơm tao rồi. Dọn chậu mà đi ăn cơm rồi. Cho anh nữa. Ok. Rồi mấy đứa, ăn cơm đi. Anh em nữa nè. Nói chung đừng. Ê, mày kính lỡ đó rồi, mày đưa cho ai Trang chiếc mày. Mẹ sao mà? Anh ba. Em tí là em từ sáng giờ em ăn no luôn rồi đó. À, chiếc thôi. Xíu này làm sao? Rồi. Cầm. Rồi, cầm chiếc à. Rồi, nói cầm. Chung là ok, ăn cơm vui vẻ ha. Ok. Em nay không vui vậy đó. Mời ngái chơi, kỳ quá. Chuẩn bị nè, hãy coi đi. Mấy chứ, thầy tròn á. Cho anh không à. Thầy với ngay cho mấy đứa. Sáng sớm vui vẻ không mà. Wow rồi à. Ngủ gì chưa? Đang ngủ chưa? Ngon vậy. Không nhưng mà người kêu đi này. Với lại cái này khỏi cần quay tới tối. Gì vậy chưa biết phai. Vẫn gì phai nữa. Ủa chén rồi. Rồi cơm chung em. Cơm ha. Đúng rồi. Bình thường không mà. Đúng rồi bình thường. Hay vui vẻ mà cho anh vui mà thầy. Vui ha thẳng. Ủa bình dương dịch chuyển. Vui. Không vui. Bình dương dậy nhanh chứ à. Dịch chuyển mà. Rồi vậy ăn cơm đi, nói chung là gì ta. Thôi kết thúc clip tại đây nha. Vậy từ nãy thầy quay được cái clip luôn rồi hả? Thầy ơi. Ghê không? Cái quay clip cho anh là phải vậy đó. Trời ơi, thầy từ nãy giờ em tưởng thầy cầm cam chơi chơi thôi chứ biết đâu. Hay giờ kết thúc clip mới biết luôn. Thì mình quay vlog mà. Đây thợ, nãy giờ ở đây ai ăn biết không mình chưa biết á. Tao không để ý luôn á. Rồi, ăn chung. Cơm đi. Chung vui vẻ. Ok, thầy hãy đợi đó. Nếu bạn thấy video mình hay cho mấy anh em xin một like, một đăng ký. Mình nhấn cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình nha các bạn. Bye. Còn ăn đi nha. Giờ thầy cũng vô ăn luôn.